Xin chào mọi người đang đến với Hit Story Chuyện Nhạc, một chương trình được thực hiện bởi Vibe Nation và NCT, được phát sóng hàng tuần trên các nền tảng của NCT. Và mình là Dustin Phúc Nguyễn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của nghệ sĩ khách mời ngày hôm nay. Mọi người hãy cùng theo dõi nhé. Xin chào mọi người trở lại với Chuyện Nhạc Hit Story. Hôm nay Dustin đang ngồi với nghệ sĩ Paris. Xin chào bạn. Chào. Paris thân mến, mình khi mà nghe tới cái tên nghệ danh của Paris, mình cứ nghĩ đây là chắc là lấy cảm hứng từ một cái thành phố mà bạn yêu thích đúng không? Dạ, cũng không hẳn anh ạ. Không hẳn hả? Dạ. Vậy nghệ danh Paris có nghĩa là gì? Dạ, thường thì mọi người nghe, mọi người cũng hỏi em là có phải là từ thành phố mà em yêu thích không? Nhưng mà không phải, nó chỉ đơn giản là em thích những cái từ... em rất thích những cái từ tiếng Anh mà nó liên quan đến cái những cái mà em muốn theo đuổi. Paris nó chỉ là đơn giản là những chữ cái đầu trong những cái từ tiếng Anh mà em thích. Ví dụ như là chữ P, B phở là passion, rồi ambition, rồi real, young và sexy. Sexy là em muốn nó có trong âm nhạc của em. Yeah. Wow. Anh rất là thấy ấn tượng với cái từ sexy. Mình định nghĩa âm nhạc sexy là khi mà em tự miêu tả âm nhạc của mình có tính chất sexy. Vậy thì em có khi mà nghĩ đến sexy trong những nghệ sĩ mà em yêu thích thì em nghĩ đến ai? Em thấy hiện giờ mọi người cái màu nhạc nó càng ngày càng phát triển, và em cảm thấy như là mọi người làm rất tốt cái chuyện đó. Với em thì nó không có định nghĩa, em không có rập khuôn cho cái từ đó. Đối với em là khi mà em nghe một bản nhạc mà em cảm thấy mình nổi da gà, hay là mình cảm thấy mình hòa được vào trong đó thì đó là sexy rồi. Nổi da gà. Cũng là một cái cảm giác khi mà mình nghe một cái bài là mình thích và nó sướng đúng không, nó chạm. Dạ đúng rồi. Dạ.
Nó lưng lưng. Yes, yes, yes. Sexy cũng có thể là trong phong cách hoặc là trong giọng hát nữa. Dạ, đúng em rồi. Có nghĩ giọng hát của mình sexy không? Em không biết. Cái này chắc để khán giả cảm nhận. Ok. Tuy là em còn là một tân binh rất là mới, nhưng mà em đã có 4 bài hát đạt được trên 1 triệu view ở trên YouTube. Thì đối với em đó có gọi là thành công chưa? Dạ, đối với em đó là động lực. Đó có thể là mục tiêu và thành tích ban đầu mà em đặt ra. Nhưng mà khi mà em đạt được thì em không coi đó là một chiến thắng. Em coi đó là động lực để em tiếp tục. Ừ. Và cứ thế mà em đi thôi. Ok. Dạ. Yeah. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với ca khúc tiếp theo của Paris tại Hit Story Chuyện Nhạc. Khiến cho em chẳng thể ngồi giận vậy tiếc làm gì em ơi. Tình yêu đừng lấy đêm chơi. Khắp cuộc sống em đang muốn nơi để rồi trái tim em đã đêm nỗi nào. Khi anh ta đi cùng ai là suy tư em được khen màn. Đôi ba câu anh ở đây mà bao đêm thôi anh ta trắng màng. Bám phiêu lấy được hy vọng lại xem anh ta là người quan trọng. Giờ nước mắt em lại lưng tròng. Nó khiến cơn đau này ngưng động. Dòng chia tâm tư ra là mấy tầng. Tim em đâu được mấy lần. Mà anh ta chia tình yêu ra là mấy phần rồi. Không riêng mình em. Tình này không cho riêng mình em. Vậy trời theo sau lưng người ấy làm gì? Tại sao hôm ấy em đã thấy làm gì? Thấy làm gì? Để rồi người phải biết làm gì? Biết làm gì? Biết rồi thì tiếc làm gì? Tiếc làm gì? Để sau này là chẳng thể quên đi và chẳng thể quên đi. Anh ta đêm ngày trắng qua về những thứ sau này khiến cho em cứ thế câu mày. Nhốt tim em ở chốn lưu đày rồi cớ sao em lại tin như vậy thì tiếc làm gì em ơi. Tình yêu đừng lấy đêm trôi để cuộc sống em thôi buồn lơi và rồi trái tim em sẽ được khâu lành lại. Xin chào mọi người đang trở lại với Hit Story Chuyện Nhạc. Mình là Dustin. Và đây là... Dạ, em là Paris. Paris thân mến, bạn có thể kể cho Dustin và khán giả biết là bạn đến với âm nhạc từ khi nào? Dạ, em đến với âm nhạc cũng tình cờ đó hả? Thật ra là em thích rất lâu rồi, nhưng mà em không dám, chưa đủ can đảm để theo đuổi cái dòng nhạc mà mình yêu thích. Ừ. Cái một hôm thì em đang nằm đó, thì em gác tay trái nghĩ là thôi, không phải bây giờ thì bao giờ. Cái em bắt đầu luôn, em ngồi dậy em làm luôn. Vậy hả? Bài hát đầu tiên của em nó là bài gì? Dạ, là bài Tiếc Làm Gì. Tiếc Làm Gì. Dạ đúng rồi. Thì khi đó là em bao nhiêu tuổi ha? Khi đó là em hình như là em vừa năm nhất hoặc năm hai đại học, em nhớ vậy. Vậy là trong một cái lúc nào đó mình bắt tay lên trán, mình nghĩ là phải làm nhạc thôi. Em có nghĩ ra cả những cái định hướng về hình ảnh như em nói là Paris, từng chữ viết tắt đó, ngay lúc đó chưa? Hay là... Lúc đó là em muốn như vậy, nhưng mà em chưa định hình được là mình sẽ rập khuôn, ý là mình sẽ giữ nó thành một cái hình ảnh kiên định như thế nào. Ừ. Kiểu nó còn mông lung lắm. Ừ. Em muốn nhiều thứ lắm. Sau đó em mới nhận ra là những cái yếu tố nhỏ đó thì nó là cái gì. Và sau đó em mới đặt ra những cái chữ đó. Uh-huh. Cho nó chính xác và cho mình luôn nhớ được những cái mục tiêu, những cái hình ảnh, những cái lý tưởng của mình một cách rõ ràng nhất. Ừ. Là trong những cái chữ đó luôn. Ừ. Em giữ đó để em không bị lan man. Đúng rồi, có cho mình một cái kim chỉ nam đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Vậy theo em thì khán giả nghe nhạc của em thì điều gì sẽ níu chân khán giả ở lại với âm nhạc của mình? Dạ, em thật sự thì em không biết. Yeah. Có hay đọc comment của khán giả không? Ban đầu thì em không dám đọc. Em úp lên để em thỏa mãn cái tôi của mình thôi. À. Nhưng mà sau đó thì trộm vía với lại cũng tò mò lắm. Em bị tò mò nên là em phải đọc. Thì em có đọc, em cảm thấy rất là hạnh phúc. Vì không ngờ. Dạ. Yeah.
mọi người là thường mình đón nhận như vậy. Vậy hả? Yeah. Có những cái keyword gì mà khán giả thường nhắc tới em? Keyword gì? Yeah. Keyword thì em không nhiều, chắc là kiểu mọi người yêu thích hay là ủng hộ hay là gửi những cái lời chúc, những cái lời gọi là động viên em tốt tốt đẹp, kêu em là tiếp tục làm này kia thì em rất là hạnh phúc. Khi mà nghe dòng nhạc của em, những cái bài hát của em sáng tác thì mình có cảm giác nó rất là hiện đại, nó có cái sự tiệm cận với âm nhạc thế giới. Vậy thì đâu là những người mà đã truyền cảm hứng trong âm nhạc cho em? Hay là em luôn luôn tôn trọng tất cả những người nghệ sĩ và cái màu nhạc mà họ theo đuổi, và em nên là em không có một cái hình tượng nhất định. Em nghe nhạc cũng nhiều, và em nghe nó rồi một chắc là em từ cái khoảng thời gian mà em tìm hiểu về âm nhạc, về cái dòng nhạc mà em thích, em nghe mãi nên là nó hình thành nên em từ nhiều người nhiều dòng nhạc khác nhau. Cho một vài cái tên đi. Một vài cái tên mà em cảm thấy em thích âm nhạc của họ chắc là The Weeknd, Justin Bieber, Travis Scott, những cái người như vậy, những người nổi bật như vậy. Thì có Ariana Grande thì em thích những cái dòng nhạc và cái màu nhạc họ theo. Vậy thì nếu mà để tự miêu tả âm nhạc của bằng của mình bằng một tính từ thì em sẽ chọn tính từ gì? Một tính từ âm nhạc của em nó sẽ mang màu chắc là chill, màu lạnh và tối. Dạ dạ, em nghĩ vậy. Chill, lạnh và tối. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng thử cảm nhận cái màu âm nhạc chill, lạnh và tối qua bài hát tiếp theo của Paris nha. Với Hit Story chuyện nhạc, Paris thân mến, bạn cũng là một tân binh, vậy thì sắp tới mình nghĩ là cái âm nhạc của bạn mình rất là thích, và những bài hát của Paris, cái dòng nhạc của bạn chọn theo mình cảm giác là rất là phù hợp với lại thị hiếu của thế giới á. Mình nghĩ là không chỉ có người Việt Nam mà khán giả nước ngoài cũng sẽ thích. Hiện tại thì bạn có thấy là nhạc của mình có những khán giả ngoài Việt Nam nghe không? Dạ có, em có thấy em cũng có những người bạn bên nước ngoài thì họ cũng có gửi cho em, họ cũng có cập nhật cho em biết là về những cái điều đấy, thì em cảm thấy là cũng bất ngờ. Từ những nước nào? Cũng nhiều lắm anh, có nhiều Úc, Úc, có Mỹ, có bên Đức này kia. Nhưng mà em nghĩ là chắc là vô tình random nhạc nó lan qua bên anh chứ. Vô tình hả? Dạ. Chứ em
Nhưng mà cũng ít anh, cũng ít. Vậy sắp tới em có dự định là thực hiện một cái MV cho một bài hát nào? Dạ, em muốn điều đó. Nhưng em cũng có plan cho điều đó. Nhưng mà em sẽ thực hiện điều đó. Nhưng mà em không biết là nó sẽ như thế nào đó. Em chưa biết nó như thế nào. Vậy hả? Dạ. Vậy là mình đã... Cái ngày debut của em là lúc đó là bao nhiêu năm trước đây rồi? Khoảng thời gian mà em bắt đầu theo đuổi con đường này chắc cũng gần năm, 2 năm hơn em cỡ. Ủa vậy hả? Dạ, dạ đúng rồi. Mới có 1 năm hơn thôi? Dạ, dạ. Wow. Như vậy là anh nghĩ là anh không ngờ là em chỉ mới có 1 năm hơn. Và em cũng, anh cảm giác là em rất là tự tin trong những cái phần trình diễn nè, trong giọng hát và cái dòng nhạc của mình. Làm nhạc một mình độc lập với lại đầu quân về một công ty thì hiện tại định hướng của em theo đuổi là gì? Em cũng có nghĩ đến điều đấy và em thấy là cả hai nó đều có cái lợi riêng. Nhưng mà bản thân em thì em nghĩ hiện tại em chưa sẵn sàng cho việc đấy. Em nghĩ là mình vẫn sẽ đi theo hiện tại thì em vẫn muốn là không hẳn là mình vào công ty nha, nhưng mà là mình sẽ có một đội nhóm hỗ trợ mình trong cái việc làm nhạc chứ không hẳn là công ty. Em nghĩ là em chưa sẵn sàng cho việc đó. Vậy hả? Dạ. Ồ, tại sao lại chưa sẵn sàng? Ta thấy họ thường sẽ tìm kiếm những cái tài năng khi mà những cái tài năng còn rất là mới như em á. Đó là cái lúc mà... Và tại sao em lại nghĩ là mình cần thời gian? Bởi vì em nghĩ là em chưa có đủ khi mà em nghĩ đến cái việc mà mình phải tham gia vào một cái công ty nào đó lớn thì em nghĩ là mình chưa có đủ dũng khí, mình chưa sẵn sàng, bản thân mình chưa sẵn sàng về lịch trình, về thời gian, về tất cả mọi thứ. Em chưa sẵn sàng để làm việc với cái biên độ mà họ đặt ra hay là với những cái kế hoạch mà họ đặt ra, có thể nó chưa phù hợp với em, nên là khi mà em làm em sẽ đi từ từ trước, khi mà em cảm thấy em hiểu rõ được hết tình hình, hiểu rõ được bản thân mình thì em sẽ tham gia vào những cái gì mà em cho là phù hợp nhất. Nói về một chút về cá tính riêng của em, nếu bình thường không phải là Paris trong âm nhạc thì em sẽ là một người như thế nào? Em thử miêu tả cho mọi người. Có giống như là Paris không? Không anh, em thấy không giống. Anh cũng thấy vậy đó. Kiểu em đặt, có thể là em làm nhạc từ góc nhìn của em, có thể là từ bản thân em luôn, và góc nhìn cảm nhận của em từ những cái thứ xung quanh, mà môi trường xung quanh từ nhỏ đến lớn mà em thấy em cảm nhận được nó thành em bây giờ. Còn bản thân em ở ngoài đời thì em cảm thấy khác, kiểu em có thể hóa thân để làm nhạc nhưng mà bản thân em ngoài đời thì không hẳn là như vậy. Vậy thì bản thân ngoài đời của Paris là một người như nào? Em nhát lắm. Nhát. Em nhát lắm. Em có nghĩ là mình sẽ cần phải tự tin hơn không? Không, em vẫn tự tin khi mà mình phải trình diễn hay là mình phải làm một cái gì đó trong âm nhạc. Mình có cần cái cá tính của mình trong âm nhạc thì em sẽ lôi nó ra. Ok. Nhưng mà em không biết sao khi mà trở lại bình thường, trở lại cuộc sống bình thường, mặc đồ bình thường này kia thì em vẫn nhát. Cứ ấp à ấp úng đi. Bạn nghĩ sao khi mà hiện nay có rất là nhiều những cái bài hát mà giống như khán giả sẽ thường hay đưa ra ý kiến là sao bài này nó na ná giống bài kia? Em cũng không biết nữa. Em cũng không biết tại sao nữa. Kiểu có thể là do vòng hòa âm này kia thì nó quá nhiều. Thì có thể là cái màu nhạc nữa, cái vibe nhạc mang lại có thể là nó giống với cái gam màu, cái vibe đó. Nên là nhiều khi mọi người nghe mọi người thấy giống, nhưng mà thật sự đôi khi người nghệ sĩ người ta không có cái chủ đích đó. Vậy hả? Vậy rồi trước giờ thì em có bao giờ phải nhận những cái lời bình luận về nhạc của bạn này có giống như là nhạc của người nghệ sĩ nào đó khác không? Em nghĩ là có, em nghĩ là chắc sẽ có đó. Nhưng mà em không có, em chưa tìm ra. Dạ, em chưa tìm ra là cụ thể là mọi người nói gì về mình. Dạ, nhưng mà giống như thế nào thì em chưa thấy, nhưng mà em nghĩ là có. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với phần trình diễn của Paris tại Hit Story và sau đó hãy cùng quay trở lại với phần thử thách hát đại. Cho anh bao điểm, chỉ ngóng thôi là muốn luôn chiều.
đừng dối xen và nhớ nhung người ta. Đừng làm trái tim mà tối bao người qua. Đừng dày xéo tâm hồn sẽ ra làm ba. Để cho anh mang người thương để kết quả. Về lại số xa người nói trên đầu môi. Người từng muốn yêu nồng cháy nhưng lại thôi. Ngọt ngào đến bên và khẽ chạm vào môi. Người hãy mang yêu thương cho đêm bên tôi. Và mình vòng tay quanh nhau, trao cho nhau sự vì của cuộc tình. You're moving in, dancing queen. Và không phải trói buộc mình. Cuộc chơi thêm mây, say thêm say. Đây là đêm ngọt ngào. Lòng mình nôn nao, con tim say wow. Vẫn chưa kịp nói lời chào. Và đừng nói em không yêu kiều. Vì nhìn thấy em là anh say nhiều. Người khẽ lúc qua cho anh bao điều. Chỉ vừa ngắm thôi là muốn yêu chiều nhạt. Và đừng nói em không yêu kiều. Vì nhìn thấy em là anh say nhiều. Người khẽ lúc qua cho anh bao điều. Chỉ vừa ngắm thôi là muốn nôn chiều. Yeah, yeah, yeah. Mình cũng chưa hết. Chẳng cần gì mà phải yêu thêm mai. Khẽ lúc qua bờ vai nhẹ nhàng đắn đôi bàn tay. Rồi vòng ra sau lưng em và gọi em sẽ nói hết time. Mình phải chưa hết. Để thấy nó sau để mình nhẹ đôi vai. Chẳng cần biết đến ngày mai. Nhẹ nhàng đắn môi vào môi. Và rồi trôi qua đêm nay. Mình hãy quên nhau ngay thôi mà. Yeah, 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 yeah. Một bài tình ca la la đi ta. Yeah, 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 yeah. Người sẽ quên anh ta ngày mai. Yeah, 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 yeah. Mình cùng ca la la đi ta. Không gian thời gian như ngừng trôi thật lâu. Để mình kịp tan vào nhau khi bình minh chưa lên. 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 Mình không cả là đã đi đài. Đắm say em đi về bên ai. Đắng cay em mang hoài bên tai. Gạt hết đi trong nhẹ đôi vai. Mộng mơ nhưng nỗi nhớ thêm dài. Đắm say em đi về bên ai. Đắng cay em mang hoài bên tai. Gạt hết đi trong nhẹ đôi vai. Mộng mơ nhưng nỗi nhớ thêm dài. Và bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với Paris. Như chương trình có thử thách thì bạn có sẵn sàng để hát đại cùng với là Hit Story hay không? Dạ em sẵn sàng. Ok, chúng ta hãy cùng đến với thử thách hát đại. Và chúng ta trở lại với thử thách hát đại cùng với lại Paris. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ em đã sẵn sàng rồi. Cảm giác của em sao? Khá vui. Khá là vui đúng không? Dạ. Thử thách này sẽ rất là vui. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên, bài Nàng Thơ, xin mời con beat. Em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh. Con nghĩ sau này em sẽ chờ. Và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ. Chẳng buồn rằng lòng quên hết những trở vỡ. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, lại chiếu lên. Của em á, nghe nó như là đang auto-tune sẵn luôn á. Cảm ơn anh.
Thế thì em thấy cái vòng 1 này thì khó hay là dễ? Em thấy nó khá dễ. Khá là dễ. Yeah. Bởi vì em có một cái giọng hát rất là hay. Chúc mừng em. Vậy thì mình phải lên độ khó một tí đi. Yeah. Em đồng ý. Khó. Vậy thì bài thứ hai này á, mình thử không nhìn lời. Không nhìn. Được không? Em nghĩ là được. Vậy thì bài thứ hai, chúng ta sẽ đến với Anh là ngoại lệ của em. Oh. Xin mời Paris và Con Biết. Và anh đã biết sẽ không thể yêu ai khác ngoài em ra. Lòng anh đã hết chỗ chưa để dành ai khác ngoài em ra. Cười vào tim anh, chìa khóa đây, chỉ muốn duy nhất em cầm. Cười hoàn cả tích tích, giờ anh yêu yêu. Giờ anh đã biết sẽ không thể yêu ai khác ngoài em ra. Lòng anh đã hết chỗ chỉ để dành ai khác ngoài em ra. Đi vào tim anh, chìa khóa đây, chỉ muốn duy nhất em cầm. Nhiều hơn cả thích thích, giờ anh yêu yêu. La 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 la, la 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 la, em là ngoại lệ của anh. La 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 la, vì em là ngoại lệ của anh. La 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 la, la 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 la, em là ngoại lệ của anh. La 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 la, vì em là ngoại lệ của anh. Ok. Chúc mừng em đã vượt qua vòng 2. Ok, bây giờ vòng 3. Mình sẽ đến với một bài hát rất là nổi tiếng, rất là quen thuộc. Đừng làm trái tim anh đau. Nhưng anh muốn em thay chữ em bằng tên của một người nào đó mà em đang yêu mến. Được không? Yêu mến hay là em chưa có nữa. Chưa có thì tưởng tượng đi. Tưởng tượng nha. Giờ là tưởng tượng mình đang hát cho ai đó tên gì. Tên gì ta? Tên gì để hát đi cho nó hay nhỉ. Anh có gợi ý cho em không? Em thích bạn nào tên gì? Ý là để anh nghĩ đại đi, có một người bạn tưởng tượng trong đầu. Tên từ nha. Để em tìm của bạn em để tên gì. Để em coi lời để cùng mình hát như thế nào cho nó hợp. Mình ngỡ ngỡ khi là xưa anh mắt em đổi thành gì nhỉ? Anh mắt mi bình yên anh mắt mi đi xem. Mi nha. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài Đừng làm trái tim anh đau, gửi cho Mi. Mi nào thì chưa biết mọi người. Biết đâu tương lai sẽ có một bạn tên Mi. Alo, Paris à. My name is Mi. Và bây giờ Con Biết bắt đầu. Em đã hoàn thành thử thách xuất sắc. Anh rất là thích giọng hát của em luôn á. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với Hit Story chuyện nhạc cùng với nghệ sĩ Paris. Vừa rồi là thử thách hát đại thì theo em nó có khó không? Em thấy nó không khó anh. em thấy vui. Ok. Và đó cũng là Hit Story chuyện nhạc ngày hôm nay cùng với lại Paris.
Đây là một chương trình được thực hiện bởi Vibe Nation và NCT và sẽ được phát sóng hàng tuần trên các nền tảng của NCT. Mình là Dustin. Và mình là Paris. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của Hit Story, chuyện nhạc.